Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ cướp tài sản. Hai đối tượng đi xe ô tô đến một điểm giao dịch viễn thông rồi dùng hung khí chống trả nhân viên nhằm mục đích cướp số tiền khoảng 100 triệu đồng và bỏ chạy. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại. Ngay sau đó, hai đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật. Theo Công an Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Văn Bình, sinh năm 2000 hộ khẩu thường trú ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và Phạm Tiến Dũng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú ở phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 5, Bình và Dũng điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 51K03333 đến cửa hàng Việt Theo trên khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Sau đó, cả hai đối tượng xông vào cửa hàng dùng dao khống chế chị Hát, sinh năm 1996, là nhân viên của cửa hàng và cướp đi số tiền 100 triệu đồng rồi tẩu thoát. Lợi dụng tên cướp không để ý, chị Hát đã chi hô và được người dân gần đó hỗ trợ truy đuổi, bắt giữ nhận được tin báo công an thị trấn tân bình đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ được hai đối tượng trên cùng tăng vật hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ qua sự việc trên ta có thể thấy để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các điểm giao dịch ngân hàng tiệm vàng các cơ sở cần thường xuyên kiểm tra giả soát bổ sung các phương án quy trình bảo vệ đồng thời tăng cường hệ thống giám sát an ninh bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng có sức khỏe nhanh nhạy lắp đặt sử dụng thiết bị báo động khẩn cấp tập huấn cho cán bộ nhân viên nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa tội phạm góp phần bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của cán bộ nhân viên bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn